Bài 15 tạo màu cho chữ và nền. Dung chính của bài học gồm có hệ thống màu của CSS, thiết lập bộ chọn là tổ hợp các phần tử có quan hệ, thực hành. Câu hỏi cho phần khởi động. Các định dạng sau có thiết lập cùng một màu hay không? Em có nhận xét gì về cách thiết lập màu này? Ta có 3 mẫu P color dùng cái hệ màu RGB 128, 0, 128 và cái mẫu thứ hai sử dụng mã màu trong cái bảng mã hexa 800880 và cái mẫu thứ ba sử dụng cái hệ màu HSL Hue Saturation Lightness. Thì câu trả lời cho câu hỏi trên đó là các định dạng đều thiết lập cùng một màu, đó là màu tím. Mẫu P sử dụng RGB, sử dụng các cái giá trị RGB để thiết lập màu. Trong trường hợp này là 128, 0, 128 tương ứng với màu tím. Cái mẫu B thì sử dụng mã màu hexa để thiết lập cũng tương ứng với màu tím. Và cái mẫu thứ ba đó là sử dụng cái hệ HSL 300, 100% và 25,1. Sử dụng ba cái giá trị Hue, Saturation và Lightness. Trong trường hợp này thì nó cũng là màu tím. Nhận xét chung cả ba cái định dạng đều thiết lập một màu tím, tuy nhiên cách biểu diễn màu sử dụng các hệ màu khác nhau. RGB sử dụng giá trị đỏ, xanh lá cây và xanh dương blue, còn hexa thì sử dụng cái mã màu hexa. HSL sử dụng giá trị màu hue, độ bão hòa saturation và độ sáng lightness. Hệ thống màu của CSS. Hoạt động 1. Tìm hiểu cách biểu diễn màu trong HTML của CSS. Chúng ta cùng thảo luận và tìm hiểu về hệ màu RGB hỗ trợ HTML và CSS. Trước tiên chúng ta nói về hệ màu RGB. Thì cả HTML và CSS đều hỗ trợ hệ màu RGB. Có 3 tham số đó là Red, Green, Blue. Mỗi một màu trong một tổ hợp 3 giá trị RGB, trong đó mỗi giá trị này là một số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 255, tức là một số 8 bit. Và tổng số màu cho phép là đó là 2 mũ 8 nhân 2 mũ 8 nhân 2 mũ 8 bằng 2 mũ 24 bằng 17.777.216 màu. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng cái số phần trăm trong cái hệ màu RGB. Mỗi một cái giá trị màu được thiết lập bởi một trong các cách sau. Thì chúng ta quan sát cái hình 15.1, chúng thấy ba cái màu đỏ, xanh lá và xanh dương nó hòa trộn với nhau. Nếu như chỉ có màu xanh dương và màu đỏ thì nó sẽ ra cái màu tím magenta. Nếu chỉ màu đỏ và màu xanh lá thì nó trộn nó ra màu vàng. Nếu chỉ màu xanh lá và màu xanh dương thì nó ra cái màu xanh da trời, màu cyan. Cả ba màu này mà trộn tối đa thì nó ra màu trắng, mà không có thì nó ra màu đen. Tương tự như vậy, cái sắc xám khi mà cả ba cái màu đỏ, xanh và xanh dương nó bằng nhau thì nó tạo ra màu xám. Các giá trị này đều bằng không hết thì nó tạo ra cái giá trị màu đen. Hệ màu HSL, đây là cái hệ màu thứ hai mà CSS và HTML sử dụng, gồm có 3 thành tố đó là Hue, Saturation và Lightness.
Hue là một cái vòng tròn màu có giá trị từ 0 đến 360. Saturation tức là chỉ cái độ bão hòa hay độ đậm đặc của màu với giá trị từ 0% đến 100%. Màu sẽ biến mất chỉ còn màu xám khi độ bão hòa bằng 0. Ngược lại sẽ rất là rực rỡ khi độ bão hòa bằng 100%. Lenet tức là độ sáng tương ứng với giá trị từ 0 đến 100%, với 0% chỉ mức độ sáng thấp nhất là màu đen. Với 100% độ sáng màu sẽ trắng như vậy. Đặt Lenet bằng 50% để có màu đúng. Đây là những cái hình minh họa. Thì chúng ta thấy là saturation tức là cái độ đậm đặc. Độ đậm đặc của màu từ cái sắc độ lạt cho đến nhẹ. Hoặc là Lenet thì chúng ta thấy là từ tối cho đến sáng. Còn cái vòng màu Hue thì nó từ 0 cho đến 360. Hình 15.2 mô tả hệ màu HSL với các tham số Hue Saturation và mô hình vòng tròn màu Hue gửi giá trị từ 0. Với giá trị từ 0 là màu đỏ đến 360 độ cũng là một màu đỏ, 120 là xanh lá, 240 là xanh dương. Nó lấy 0 là màu đỏ này, màu vàng này nó ở 60, màu xanh lá là 120, màu cyan là 180, màu blue là 240 và màu magenta là 300%. Ngoài ra thì CSS và HTML còn sử dụng các cái màu có sẵn trong CSS, đó là sử dụng các tên màu. CSS thiết lập sẵn các tên màu để dễ dàng cho việc sử dụng. Phiên bản CSS 2 thì có 16 màu chuẩn, không phân biệt chữ hoa, chữ thường. Các màu này thì với những cái tên gọi như trong tiếng Anh. Còn phiên bản CSS3 thì thiết lập 140 tên màu và hệ màu trên trang web được hỗ trợ bởi HTML, CSS chủ yếu là hệ màu RGB. Ngoài ra có thể sử dụng hệ màu HSL hoặc các tên màu có sẵn. Thì chú ý các màu xám hay đen trắng có thể được thiết lập theo cách sau. RGB với các tham số bằng nhau. Sau đây là minh họa cho cách sử dụng màu trong các hệ màu của CSS. Chúng ta mở Google và chúng ta mở trang web W3School. Trong này chúng ta gõ CSS Color. Ở đây chúng ta có cái hệ màu RGB. Hình như phần lý thuyết ở trên đã đề cập. Nó gồm có 3 tham số Red, Green và Blue. Khi chúng ta thay đổi ba cái tham số này thì chúng ta được các cái màu sắc khác nhau. Chúng ta quan sát trên màn hình, giả sử bây giờ chúng ta có hai cái giá trị green blue bằng 0, red bằng 255 thì chúng ta có màu đỏ. Ngược lại, nếu như chúng ta tăng green lên 255, red 0, blue 0 thì ta có màu xanh lá. Hoặc là ở đây chúng ta có màu là blue. Khi ba cái giá trị này đều bằng 0 hết thì ta có màu đen. Hoặc là ba cái giá trị này kéo lên 255 thì ta có cái màu trắng. Khi hai cái giá trị này là 255 thì chúng ta có cái màu vàng. Khi hai cái giá trị này blue và red là 255
thì chúng ta có cái màu magenta. Hoặc là khi hai cái giá trị này bằng 25 thì chúng ta có cái màu là cyan. Tương tự như vậy, khi chúng ta thay đổi các cái thang giá trị này thì chúng ta được các cái màu khác nhau. Thì cách dùng màu ở trong hệ màu RGB trong CSS, tức là chúng ta thay đổi ba cái tham số này. Ngoài ra chúng ta có thể thay đổi các cái tham số trong cái hệ hexa. Hệ cơ số 16 gồm có ba cái tham số red, green, blue với hai cái giá trị đầu của số hexa này cho màu đỏ, hai cái giá trị giữa là green và hai cái giá trị sau là blue. Thì chúng ta cũng quan sát cái bảng phối màu đây. Giả sử ở đây, đây chúng ta thấy ta đưa hết về FF00 thì là màu đỏ, hoặc là ở đây cả tất cả đều không là màu đen, hoặc là tất cả đều là F hết thì ta có màu trắng. Khi green bằng 0 nó trộn màu red và màu blue thì nó được cái màu hồng cánh sen magenta. Hoặc là khi red bằng 0 thì ta được màu cyan, hoặc là khi blue bằng 0 thì ta được màu yellow. Thì ta để ý các cái tham số, khi chúng ta thay đổi các cái tham số trong hệ 16 thì chúng ta trộn ra chúng ta được các cái màu. Dưới đây là những cái bảng màu, ví dụ màu đỏ, màu blue, màu xanh, màu hồng tím, vân vân. Ngoài ra chúng ta còn có một cái hệ màu thứ ba sử dụng trong CSS Color, đó là màu HSL như đã trình bày ở phần lý thuyết trên. Và cách pha màu ba cái màu này cũng vậy. Chúng ta lưu ý các cái thang giá trị thứ hai, saturation và lightness, chúng ta để giá trị là 100% tùy theo các cái giá trị của hue mà chúng ta có các cái màu nó thay đổi. Là thí dụ như vậy, ta chuyển ra được những cái màu nguyên như vậy. Nhà dù không là màu đỏ này, ta để 60. Chính xác là 60 là màu vàng, hoặc là 120. Thì chúng ta có màu xanh. Tương tự như vậy, chúng ta có những cái màu thay đổi ở đây cho trong cái hệ màu HSL. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng tên màu. Như ở đây ta gõ color name thì chúng ta được cái bảng tên màu ở đây. Ở đây ta muốn dùng cái màu nào thì ta gõ cái tên màu vô thì nó ra cái màu đó. Hoặc là ta dùng cái mã màu, cái bảng số hexa ở dưới. Thì cách sử dụng trong CSS, ta có thể lên đây, ta copy cái tên màu hoặc là cái mã màu, ta gán vào trong các cái thuộc tính màu sắc như màu nền, màu chữ, thì chúng ta được cái màu đúng như chúng ta mong muốn. Thì trên đây thì thầy đã hướng dẫn qua về các cái hệ màu mà chúng ta dùng ở trong cái CSS thông qua cái trang web wbakun. Câu hỏi: các màu cơ bản red, yellow, green, blue, magenta, cyan được thể hiện bằng hàm HSL như thế nào? Thì đây là đáp án. Cái màu đỏ thì nó là 0,
100%, 50. Chúng ta để ý hai cái tham số thứ hai và thứ ba luôn là 100% và 50%. Màu vàng thì nó là cái tham số thứ nhất là 60. Màu xanh lá tham số thứ nhất tức là hue á là 120. Và tham số cái màu thứ tư, cái tham số hue là 240. Màu tím đỏ magenta đó là tham số nó là 300, hue là 300. Các tham số khác đều là 100% và 50%. Màu cyan là 180. Câu hỏi số 2, trong hệ màu RGB có bao nhiêu màu thuộc màu xám? Thì cái câu trả lời của nó là trong hệ màu RGB, màu xám được đại diện bởi các cái giá trị RGB giống nhau. Cụ thể, nếu giá trị đỏ, xanh lá cây và xanh dương đều bằng nhau, chúng ta có một màu xám. Vì mỗi một kênh nó có 256 giá trị, nên tổng cộng có 256 màu xám khác nhau trong hệ RGB. Hệ thống màu của CSS hoạt động 2, tìm hiểu cách thiết lập màu chữ và màu nền bằng CSS. Thì ở đây chúng ta có hai cái định dạng cho màu chữ và màu nền. Chúng ta cùng thảo luận và tìm hiểu cái hệ màu RGB hỗ trợ bởi HTML và CSS. Thì cái cách thiết lập định dạng màu chữ trong CSS như thế nào? Cách thiết lập màu nền cho các phần tử CSS như thế nào là hai câu hỏi được đặt ra trong cái phần này. Thì cái gợi ý trả lời đó là gì? Để thiết lập định dạng màu chữ trong CSS, ta có thể sử dụng thuộc tính color. Tính color thì cho màu chữ. Cái này ta cũng đã tiếp cận qua rồi. Có thể sử dụng các giá trị bằng tên màu, tức là những cái tên tường minh red, blue, green, hoặc là mã màu. Màu rất là mã cơ số 16, ví dụ đây là màu đỏ này, FF là cho màu đỏ, còn mấy cái giá trị này không màu đỏ, hoặc là cái giá trị RGB như thế này nó cũng cho màu đỏ. Để thiết lập màu nền cho các phần tử CSS, ta có thể sử dụng các thuộc tính background color. Tương tự như màu chữ, ta có thể áp dụng các giá trị màu như là tên màu, bảng mã màu hoặc là cái màu RGB. Các phần tử HTML của trang web có thể được tô màu bằng các thuộc tính sau. Thuộc tính thứ nhất đó là thuộc tính color dùng để cho màu chữ. Thuộc tính background color dùng để định dạng cho màu nền. Và thuộc tính border dùng để định dạng màu khung viền quanh phần tử. Ví dụ, trong mẫu CSS sau phần tử H1 được định dạng màu chữ, màu nền và màu khung viền như sau. Cái tiêu đề H1, cái màu chữ là đỏ, background color đó là light green tức là màu xanh xanh sáng, border color là 2 pixel, solid magenta tức là cái tô màu khung là màu tím. Trong mẫu CSS sau định dạng khung viền màu nền cho phần tử im, định dạng màu cho phần tử P. Ở đây là cái mẫu thứ hai, đó là cái thẻ im với background color nó là light screen, cái border thì nó là 1 pixel solid red có màu đỏ cho cái khung viền. Phần tử P có chữ là màu xanh. Cái kết quả áp dụng cho hai CSS trên như hình 15.3 thì hai cái mẫu CSS thì áp dụng nó ra cái kết quả như sau. Thì cái mẫu đầu đã áp dụng cho cái tiêu đề đóng khung là màu tím,
màu nền là xanh dương sáng, chữ là màu đỏ. Còn cái mẫu thứ hai EM thì nó áp dụng cho chữ Hacom William Lee, tức là cái nền cũng là xanh xanh sáng, border màu đỏ, một bezel và chữ thì là nó là màu blue. CSS hỗ trợ định dạng màu chữ bằng thuộc tính color, màu nền bằng thuộc tính background color và màu khung viền bằng thuộc tính border. Lưu ý các thuộc tính định dạng màu chữ và màu nền đều có tính kế thừa, riêng thuộc tính border thì không có tính kế thừa. Câu hỏi: sửa lại CSS cho ví dụ trên định dạng màu nền và khung viền cho cụm từ Tim Berners-Lee với màu đặc biệt. Câu 2: sửa lại mẫu CSS trên thay đổi định dạng khung viền cho phần tử P. Em hãy kiểm tra xem tính chất này có kế thừa cho các phần tử con hay không. Thì cái mẫu CSS 1 đó là cái thẻ EM Background Lighten Green Border Solid Red P Color là Blue. Và cái cụm từ Tim Berners-Lee thì ở đây chúng ta định dạng cho cái cụm từ này. Đây là một cái class back color, background color là yellow màu nền, hoặc là border hai cái pixel solid green viền màu dày đặc, và cái thuộc tính padding là 5 pixel thêm đệm để viền nhìn rõ hơn. Phần 2: thiết lập bộ chọn là tổ hợp các phần tử có quan hệ. Hoạt động 3: tìm hiểu cách thiết lập bộ chọn là tổ hợp các phần tử. Từ trước đến nay chúng ta chỉ xem xét các mẫu định dạng CSS với cái bộ chọn là các phần tử độc lập riêng biệt. Trong hoạt động này chúng ta tìm hiểu các mẫu định dạng với bộ chọn là phần tử có liên quan đến nhau. Các định dạng này có rất nhiều ứng dụng trên thực tế. Các định dạng này có thể hiểu là được áp dụng trên các phần tử với điều kiện nhất định. Quan sát, trao đổi, thảo luận về 4 trường hợp của bộ chọn là tổ hợp các phần tử, nêu ý nghĩa và sự khác biệt giữa các trường hợp E khoảng trắng F, E lớn hơn F, E cộng F và E ngã F. Thì cái bảng 15.1 sau mô tả chi tiết, ý nghĩa và ví dụ áp dụng cho các trường hợp định dạng CSS là tổ hợp các phần tử có quan hệ với nhau. Cái quan hệ thứ nhất đó là EF, tức là nó định dạng cho các phần tử F là con cháu của E. Con và cháu của E áp dụng cho các phần tử F với điều kiện F là phần tử con hoặc cháu của E. Ví dụ, deep P color blue áp dụng cho các phần tử P là con hoặc là cháu của deep có cái màu chữ là blue. Cái mẫu thứ hai đó là E lớn hơn F, thì đây là quan hệ cha con trực tiếp. Quan hệ này áp dụng cho các phần tử F với điều kiện F là con trực tiếp của E. Ở đây nó không lấy phần tử cháu, nó loại phần tử cháu đi. Ví dụ P lớn hơn M, P lớn hơn EM color red, thì ở đây nó áp dụng cho cái phần tử EM là phần tử chữ in nghiêng đó, với cái điều kiện EM là phần tử con của P, tức là áp dụng cho cái phần tử EM là con của P, con trực tiếp. Ở đây cái mẫu này nó không lấy cái phần tử là cháu. Cái mẫu thứ ba là E cộng F, thì đây là quan hệ anh em liền kề, nhớ cái dấu cộng là quan hệ anh em liền kề, áp dụng cho các phần tử F
là phần tử liền kề của E, ngay sau E, có cùng phần tử cha. Ở đây, trong cái ví dụ này, em cộng trom chlorcret thì nó áp dụng cho cái màu chữ blue, cho cái thẻ strong là anh em liền kề với cái thẻ em. Tương tự như vậy, thì ở đây có cái định dạng thứ tư, đó là E ngã F, quan hệ anh em áp dụng cho các phần tử F là phần tử đứng sau E, không cần liên tục, miễn là anh em với E là được, tức là không phải là liền kề, này là áp dụng, tức là không có liền kề. Thì để hiểu rõ hơn cái vấn đề này, chúng ta quan sát đoạn code HTML sau. Trong cái đoạn code này, trong cái thẻ style, chúng ta có hai bộ chọn, đó là H1 có chữ màu đỏ. Bộ chọn thứ hai áp dụng cho thẻ deep có back color là màu green, color là white, font size bằng 1.5 em. Thì bình thường chúng ta thấy rằng H1 nó có chữ màu đỏ đây, còn thẻ deep thì nó chọn hết các cái thành phần của thẻ deep ở đây. Nó gồm có hai cái thẻ P là con trực tiếp với deep và con 2 trực tiếp với deep. Ngoài ra nó còn có cái thẻ P là cháu của deep. Thì theo cái định dạng đầu tiên, chúng ta có cái định dạng EF, tức là ở đây chúng ta lấy các cái phần tử P là vừa là con vừa là cháu của deep. Cái cú pháp ở đây đó, deep khoảng trắng P, thì ở đây có nghĩa là lấy các phần tử P vừa là con vừa là cháu của deep, tức là nó lấy cả cái cháu của deep trong cái li này và lấy hai cái phần tử này là con của deep. Thì đây là cái cú pháp thứ nhất chúng ta minh họa cho cái cú pháp ef, tức là f là các cái phần tử vừa là con vừa là cháu của deep. Chúng ta quan sát cái cú pháp thứ hai, đó là deep lớn hơn p. Thì cú pháp deep lớn hơn p chính là cái cú pháp e lớn hơn f, tức là lấy các cái phần tử f là con trực tiếp của deep. Ở đây nó chỉ lấy hai cái phần tử p, con 1, con 2 là con trực tiếp của deep. Thì đây là cái cú pháp của cái dạng ví dụ thứ hai. Chúng ta thấy rằng cái nó thay đổi ở trên màn hình ở đây. Cái thẻ deep nó được áp dụng cho các phần tử P ở đây, cho cái màu nền là màu xanh lá và màu chữ là màu trắng. Có cái font size là lớn hơn 1.5 em. Cú pháp thứ ba đó là chúng ta dùng dấu cộng. Đó là deep cộng P. Về lý thuyết thì nó là E cộng F, có nghĩa là lấy các cái phần tử F là anh em liền kề với deep. Thì ở đây chúng ta thấy rằng liền kề với deep chỉ có cái anh này, anh P này là anh em liền kề với deep. Đấy, nó được định dạng. Và cái dạng thứ tư đó là cái deep ngã P, có nghĩa là lấy tất cả các cái phần tử là anh em với deep, không cần biết là nó có liền kề hay không, có là nó lấy hết. Chúng ta thấy ở đây nó có lấy hết ha, anh em liền kề với deep nó lấy hết. Thì trên đây chính là cái minh họa cho cái mối quan hệ giữa các cái bộ chọn mà chúng ta vừa xét ở cái phần lý thuyết ở trên. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài học. Tóm lại, chúng ta có các kiểu quan hệ như sau. Quan hệ EF trong các trường hợp trên có thể mô tả trong sơ đồ sau. Cái mô hình thứ nhất đó là E khoảng trắng F, thì nó lấy tất cả những cái gì là con
cháu của E. Mô tình hình thứ hai đó là E lớn hơn F, nó lấy các phần tử F là con của E. Còn mô hình thứ ba là E cộng F, tức là nó chỉ lấy các phần tử F liền kề là kế bên của E. Và cái mô hình thứ tư đó là E ngã F, nó lấy các phần tử F là anh em với E. À, không bất kể cái có liền kề hay không. CSS hỗ trợ các kiểu bộ chọn là tổ hợp các phần tử dạng quan hệ EF, E lớn hơn F, E cộng F và E ngã F. Câu hỏi, câu số 1. Trong ví dụ ở hình 15.7, nếu thay mẫu PM ngã strong bằng P lớn hơn strong thì kết quả sẽ như thế nào? Đây là mã HTML. Chúng ta để ý trong cái đoạn style, chúng ta thấy có cái mẫu P lớn hơn strong. Ở đây ý nghĩa của nó là gì? Là lấy hết các phần từ strong là con của P, nhưng không có lấy cháu, con trực tiếp của P nhưng không lấy cháu. Nhưng chúng ta thấy trong cái cây này thì phần tử P nó có các con là em, strong, strong, và nó lấy hết cả hai cái phần tử strong này là Tim Benelli và Sơn, nó cho cái màu chữ là màu đỏ. Ở đây cái định dạng nó như thế này. Câu số 2. Câu hỏi cho ví dụ 2, trong hình 15.7, nếu thay em ngã strong bằng em cộng strong thì kết quả sẽ như thế nào? Thì đây là code HTML. Chúng ta để ý trong cái đoạn style nó có cái tổ hợp em cộng strong, có nghĩa là lấy các cái phần tử strong là anh em liền kề với em. Thì ở đây chúng ta chỉ thấy có Tim Benelli là anh em liền kề với em. Đó, cái kết quả nó chỉ định dạng Tim Benelli có màu chữ là màu đỏ, còn Sơn thì không phải là anh em liền kề nên nó bỏ qua. Câu hỏi số 3, trong ví dụ hình 15.7, nếu thay mẫu em ngã strong bằng P strong thì kết quả sẽ như thế nào? Thì đây là cái mã code HTML. Và chúng ta cũng để ý cái đoạn style P khoảng trắng strong. Điều này có nghĩa là lấy tất cả các cái strong là con hoặc cháu của P. Lấy hết strong là con và cháu của P. Thì kết quả chạy cái đoạn code này thì kết quả nó sẽ định dạng lấy cả con và cháu. Thì ở đây nó có cả hai con, đó là Sơn và Tim Benelli. Nó đều định dạng màu đỏ. Phần 3, thực hành tạo trang HTML và định dạng CSS. Yêu cầu thiết lập trang HTML và định dạng CSS để thể hiện văn bản chính xác và đẹp. Ta có cái văn bản như sau: lợi ích của CSS. Sử dụng CSS mang lại rất nhiều tiện ích và hiệu quả, vân vân và vân vân. Trong này nó có bốn cái gạch đầu dòng, đó là trình bày chính xác, tiết kiệm công sức đáng kể, điều khiển hiển thị đa dạng, tiếp cận trình bày theo ngữ nghĩa và văn bản. Thì để làm cái này, chúng ta có cái gợi ý hướng dẫn như sau. Để hướng dẫn bước 1, ta nhập văn bản thô trên HTML. Các thể hiện thiết lập phần tử HTML như sau, 4 ý chính. Lợi ích của CSS được truyền bày trong cặp thẻ UL và LI. Các câu đầu in đậm và các ý chính dùng trong thẻ
from các cụm từ in nghiêng dùng trong thẻ IAM. Bước 2, viết yêu cầu trình bày trang web, ví dụ như tiêu đề chữ màu đỏ, nội dung chính dùng dấu đầu dòng không có thứ tự để trình bày, các dòng của danh sách có chiều cao bằng 1,5 IAM, tức là 1,5 bình thường. Dòng chữ nhấn mạnh đầu dòng để màu xanh đậm, các cụm từ nhấn mạnh bên trong các dòng dùng màu đỏ chữ nghiêng. Bước 3, thiết lập các mẫu CSS như hình sau. Thì mã code HTML của cái trang web như sau. Thì ở đây chúng ta để ý các cái style ở cái bước 3, chúng ta đưa vào cái đoạn style đây. Ở đây văn bản thầy nhập cũng không chính xác với cái mẫu, nhưng mà nó có cái định dạng tương tự. Thì chúng ta cũng xem. Và cái kết quả khi chạy cái run cái trang web này thì nó có cái định dạng như sau. Cái lợi ích của CSS, cái thẻ P đoạn đầu này nó như thế này. Trong bốn cái ý chính này thì chúng ta định dạng coi như là trong cái thẻ UL và LI, với những cái thẻ strong và có cái color là màu blue và in đậm. Còn trong các phần tử trong thì nó có những cái thẻ IAM nghiêng vân vân. Thì đây là cái kết quả của cái phân tích, tức là cái bước đầu tiên thì chúng ta nhập văn bản thô, sau đó ta định dạng. Cái bước thứ hai là đi định dạng các cái thẻ H1, P, UL, LI, Strong, IAM vân vân. Sau đó thì chúng ta sang cái bước 3, đó là chúng ta đi xây dựng thẻ CSS và chúng ta tổng hợp vào cái trang web, thì chúng ta có cái kết quả như hình này. Luyện tập câu số 1, thiết lập cái hệ màu cơ bản 17 màu của CSS2 theo cái bộ 3 tham số RGB. Ở đây thì chúng ta có cái hình này, chúng ta tham chiếu 17 cái màu. Ở đây nó có cái tên màu là color name. Chúng ta có thể dùng cái tên màu này để sử dụng trong cái viết mã CSS, hoặc là chúng ta có thể dùng cái mã màu, đó là cái hệ hexa đây, hoặc là chúng ta dùng cái hàm RGB, tức là cái bộ màu RGB theo cái cột thứ ba. Thì ở đây ví dụ ta có màu đỏ FF00 255 00, nhưng ở đây theo cái yêu cầu của cái câu hỏi thì chúng ta chỉ quan tâm tới cái cột thứ ba decimal code thôi. Thì ở đây thì chúng ta coi những cái bộ màu của nó như là đây là 128 00 là màu maroon, 255 00 là màu red, orange là 1255, 165, vân vân và vân vân. Chúng ta coi cái cột thứ ba này thì chúng ta có cái mã màu của cái câu số 1. Chúng ta sang cái câu hỏi luyện tập số 2. Khi nào các cái mẫu định dạng EF và E lớn hơn F có tác dụng như nhau? Thì như chúng ta biết, đó là EF là lấy các phần tử F là con, là chặt con và cháu của E. Còn E lớn hơn F thì chỉ lấy những phần tử F là con trực tiếp của E. Do đó, cái trả lời cái câu này thì chúng ta thấy rằng các cái mẫu định dạng này có tác dụng như nhau khi F là phần tử con trực tiếp của E. Chúng ta qua phần vận dụng câu hỏi, tìm ví dụ và giải thích ý nghĩa của các cái mẫu định dạng CSS tổng quát như sau. Mẫu thứ nhất, tìm ví dụ và giải thích ý nghĩa cho các mẫu định dạng CSS tổng quát, đó là E1, E2, E3, E1 lớn hơn E2 và E2 lớn hơn E3. Thì cái mẫu thứ nhất đó là E1 khoảng trắng E2, E3, mẫu này định dạng cho phần tử E3. Nếu E3 là con hoặc cháu của E2 và E2,
là con hoặc cháu của E1. Còn trường hợp B đó là cũng áp dụng cho phần tử E3 nếu E3 là con trực tiếp của E2 và E2 là con trực tiếp của E1. Thì chúng ta có cái đoạn code HTML như sau. Và cái đoạn code này khi chạy thì nó có cái kết quả như cái hình này. Ở trên này chúng ta đã áp dụng cái pstrong em, tức là em là con hoặc cháu của strong và strong là con hoặc cháu của p. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái đoạn thứ nhất này, đoạn thứ nhất từ cái p đây cho đến p này, thì chúng ta thấy rằng cái phần tử em có cái chữ tiện ích và hiệu quả, nó là con hoặc cháu trực tiếp của strong và strong là con cháu trực tiếp của p. Do đó tiện ích và hiệu quả nó được cái định dạng của cái màu chữ là màu blue. Còn cái đoạn sau thì đó là em là con trực tiếp của span và pan là con trực tiếp của li. Thì ở đây thì chúng ta thấy có mỗi cái chữ là chính xác, thì nó được định dạng như vậy. Chúng ta sang phần vận dụng 2, tìm ví dụ để giải thích ý nghĩa cho các mẫu định dạng CSS tổng quát như sau. E cộng F cộng G, E lớn hơn F cộng G. E cộng F cộng G mẫu định dạng sẽ áp dụng cho phần tử G nếu G có phần tử liền kề bên trái của F và F lại là phần tử liền kề bên trái của E, tức EFG là ba phần tử liền kề nhau. Còn cái mẫu B đó là E lớn hơn F cộng G, thì mẫu này áp dụng cho phần tử G nếu G là phần tử liền kề bên trái của F và cả FG đều là con trực tiếp của E. Thì để định dạng cho hai cái mẫu này, ta có cái ví dụ code HTML như sau. Và khi chạy cái đoạn code này, chúng ta có cái kết quả như hình bên. Thì chúng ta để ý cái style nó đây có ba cái định dạng. Thì cái đoạn thứ nhất từ P đến P đây thì nó chỉ áp dụng cho cái phần tử strong ở đây đó là chính là cái nguyên nhân chính ha, nguyên nhân chính áp dụng cái màu blue theo đúng như cái luật lý đã nói ở trên. Cái trường hợp thứ hai thì nó cũng áp dụng cho cái thẻ ở đây đó là cái chính xác thẻ em, áp dụng cho thẻ IAM chính xác có chữ màu đỏ. Thì trên đây là toàn bộ cái nội dung của cái bài 15 và bài học đến đây cũng chấm dứt. Cảm ơn tất cả các em đã theo dõi bài giảng.